Em xin kính chào các thầy cô giáo. Chào thân thiết các bạn. Em là Phạm Thị Thanh Mai, học sinh lớp 3E, trường tiểu học Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Em rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Em lớn lên khỏe mạnh, bình an trong sự yêu thương, chăm sóc của ông bà bố mẹ. Đến lớp, em lại được cô giáo dạy bảo cho 3 điều hay lẽ phải. Bằng tình yêu thương của mình, cô đã hướng cho chúng em lòng yêu sách và ham đọc sách mỗi ngày. Bởi lẽ, thói quen ham đọc sách sẽ mở ra cho chúng em một thế giới mới, một chân trời mới, một tương lai tươi sáng, một tấm vé để chúng em bước vào đời. Đọc sách còn giúp chúng em tránh xa điện thoại, rồi xa tivi và những ngày hè oi bức. Đến với cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022, em xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một cuốn sách, một câu chuyện kể về một con người đã vươn lên trong cuộc sống để trở thành người có ích cho xã hội. Đó chính là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký và cuốn tự truyện Tôi đi học. Cuốn sách này em được bố mua tặng cho em vào đầu năm học mới, với mong muốn em sẽ có tinh thần vượt mọi khó khăn để vươn lên trong học tập như cậu bé Ký. Tự truyện Tôi đi học được Nguyễn Ngọc Ký viết khi bắt đầu quãng đời sinh viên của mình vào tháng 9 năm 1966 tại khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ở khu sơ tán vùng núi Đại Từ Thái Nguyên. Trong thời gian 2 năm đầu trở thành sinh viên, giữa giảng đường sơ tán khó khăn, thiếu thốn trăm bề, tất cả mọi việc phải nhờ đến đôi chân, lại liên tục chống đỡ với ỉa lợ bệnh tật chiếm miên. Dưới ánh đèn dầu, hàng đêm, Nguyễn Ngọc Ký đã hoàn tất bản thảo vào hè năm 1968, sau nhiều lần viết đi viết lại, sửa đi sửa lại. Năm 1970, cuốn sách được ra mắt bạn đọc cả nước với tựa đề Những năm tháng không quên. Từ đó đến nay đã 45 năm trôi qua, cuốn sách được chí Việt First News tái bản và đưa vào tủ sách Hạt giống tâm hồn của nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh với tựa đề mới Tôi đi học. Sách được in với số lượng 3.000 cuốn và có độ dày 172 trang với khổ là 14,5 x 20,5 cm tại công ty in khuyến học phía Nam. Trang bìa gam màu trắng, nổi bật là các họa tiết hình ảnh cậu bé Ký ngồi tập viết bằng chân bên cạnh đống rơm và khóm chuối trước sân nhà. Đây là những hình ảnh quen thuộc với cuộc sống lam lũ vất vả của người dân lúc bấy giờ. Hình ảnh cậu bé tập viết bằng chân tượng trưng cho một tinh thần vượt khó, quyết tâm chiến thắng số phận của cậu bé Ký nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung. Cuốn sách gồm 39 câu chuyện cảm động kể về hành trình tập viết bằng chân của Nguyễn Ngọc Ký, từ lúc chưa học lớp 1 đến khi đã trưởng thành. Đó là cả một quá trình cố gắng không ngừng đầy mệt mỏi của cậu bé Nguyễn Ngọc Ký. Trong quá trình vượt lên số phận đó, thầy đã trải qua không biết bao nhiêu giây phút vui buồn lẫn lộn, có cả những giọt nước mắt hạnh phúc, những cơn đau quằn quại, những lần tuyệt vọng muốn bỏ cuộc và những nụ cười hạnh phúc mỗi lần thầy vượt lên chính mình. Ngược thời gian trở lại vào ngày 28 tháng 6 năm 1947, tại Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký cất tiếng khóc chào đời trong sự mong mỏi của mọi người trong gia đình. Nhưng đến năm 4 tuổi, khi phải trải qua một cơn sốt bại liệt, từ đó khiến đôi tay của cậu bị liệt hoàn toàn. Tưởng chừng cậu bé đó sẽ lớn lên trong góc nhà và sống một cuộc sống vô nghĩa, tầm thường. Nhưng không, 7 tuổi Ký vẫn xin mẹ được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Ký đã kiên trì tập viết bằng hai chân. Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, các bạn cố gắng một phần thì Ký phải cố gắng đến 10 phần rồi 100 phần. Cuối cùng Ký cũng viết được bằng hai chân, chính thức theo học như các bạn. Rồi Ký cũng có ngày được hái cỏ ngọt. Từ một học sinh bình thường phải tập viết từng nét chữ thì nay Ký viết chữ đẹp, trở thành học sinh giỏi quốc gia hai môn văn và toán. Ký còn hai lần được bác hộ tặng thưởng huy hiệu vì thành tích vượt khó học giỏi. Rồi Ký cũng có ngày đặt chân được vào khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1966 và trở thành một thầy giáo xuất sắc. Thầy chính là tấm gương huyền thoại cho bao thế hệ trẻ Việt Nam từ xưa đến nay và mãi mãi sau này. Cuộc sống luôn có những biến cố, những thay đổi mà chúng ta không bao giờ biết trước. Cũng có những biến cố khiến chúng ta rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Nhưng với Nguyễn Ngọc Ký, biến cố vào năm 4 tuổi lại là một sự khởi đầu cho một cuộc đời mới. Và đó cũng là lý do để có tự truyện Tôi đi học, được xem là cuốn sách để đời của Nguyễn Ngọc Ký và là cuốn sách không thể thiếu của những thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam. Ngay từ những năm em mới chậm chững bước vào lớp 1, em đã được học, được nghe thầy cô và bố mẹ kể về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký.
và những cố gắng không biết mệt mỏi của thầy để động viên em cố gắng. Tôi đi học là một cuốn tự truyện đưa em vào cuộc đời không ngừng cố gắng vươn lên của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Đọc từng trang sách của cuốn tự truyện, em như cảm nhận được từng nỗi đau cũng như niềm hạnh phúc của cậu bé tên Ký. Từ đó, hình thành trong em một cảm giác khâm phục cậu bé đó. Mỗi lần em gặp khó khăn trong học tập, thì hình ảnh cậu bé Nguyễn Ngọc Ký tập viết bằng chân lại thấp thoáng trong đầu em. Hình ảnh đó lại thôi thúc em phải cố gắng vươn lên. Bây giờ em đã học lớp 3 và tinh thần vượt khó của cậu bé Ký đã in sâu trong tâm trí em và là hành trang để em có thành tích như ngày hôm nay. Mỗi lần nhắc đến cậu bé Nguyễn Ngọc Ký là em lại thầm cảm ơn bố vì đã tặng cho em cuốn sách này để em có cơ hội được đọc, được biết về cuộc đời cậu bé ấy. Em cũng thầm cảm ơn cô giáo của em, người đã kể cho em rất nhiều mẩu chuyện về Nguyễn Ngọc Ký và các bạn gặp bất hạnh trong cuộc sống nhưng luôn có tinh thần chiến đấu quật cường để chiến thắng số phận. Mỗi lần nhận được cuốn sách nào từ cô giáo, em đều nghiến ngấu đọc. Đọc để cảm nhận về cuộc sống quanh ta, đọc để học hỏi, để mở rộng kiến thức cho bản thân. Và quan trọng hơn nữa là đọc để nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp, một tâm hồn khát khao hoàn thiện bản thân. Đọc còn để cảm nhận về những trang sử hào hùng của ông cha ta, để giữ gìn những quá khứ hào hùng đó của dân tộc. Đọc để có kiến thức xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp hơn. Từ đó, chúng em thấy có trách nhiệm với bản thân mình hơn, có động lực để phấn đấu, để vươn lên như cậu bé Nguyễn Ngọc Ký. Từ những lợi ích của việc yêu sách và ham đọc sách đem lại, em thầm nghĩ, mình không chỉ bồi dưỡng tình yêu đọc sách cho bản thân, mà còn phải biết lan tỏa tình yêu đó đến với những người xung quanh em. Với tư cách là một học sinh lớp 3, một độc giả trung thành của thư viện trường em sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để lan tỏa tình yêu sách đến với những người xung quanh em bằng những việc làm sau. 1. Vận động các bạn trong lớp tham gia xây dựng tủ sách hiếu học của lớp, của trường, hình thành thói quen đọc sách vào các giờ ra chơi. 2. Vận động các bạn trong lớp, trong trường làm thẻ thư viện và đến thư viện trường đọc sách một buổi một tuần. Nếu có điều kiện thì nhờ bố mẹ đưa đến những thư viện, những nhà sách lớn hơn trong tỉnh để tìm đọc sách. 3. Hình thành thói quen đọc sách 30 phút vào mỗi buổi tối cho bản thân và mọi người trong gia đình, mỗi tuần đọc một cuốn sách khác nhau. 4. Tham gia tất cả các buổi tự đọc ở trường, tham gia ngày hội đọc sách của trường, của lớp. Em sẽ là sứ giả để lan tỏa tình yêu sách, ham đọc sách đến với những người xung quanh em. Em tin là em sẽ làm được điều đó. Phần thi của em đến đây hết rồi. Trước khi ngừng lời, em xin kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc bạn chăm ngoan học giỏi.